Nhân Trạch ngày nay xin kính chào bạn. Cảm ơn bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tại huyện Nhân Trạch, nhiều thửa đất có 10 đến 15 người cùng đứng tên đồng sở hữu. Ngày 7 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát công tác cấp giấy, chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp đồng sử dụng, tách thửa trên địa bàn huyện Nhân Trạch. Trong 2 năm 2021 đến 2022, huyện Nhân Trạch đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gần 200 thửa đất với diện tích gần 120 ha. Đồng thời, huyện Nhân Trạch cũng tiến hành giải quyết gần 2,8 ngàn hồ sơ tách thửa và chấp thuận cho nhiều cá nhân cùng đồng sử dụng trong hơn 830 thửa đất. Các địa phương có nhiều hồ sơ tách thửa và đồng sử dụng là thị trấn Hiệp Phước và các xã Phước An, Long Thọ, Vĩnh Thanh. Trong đó, có nhiều thửa đất nông nghiệp chỉ khoảng 1.000 m2 nhưng có đến 10 đến 15 người đồng sở hữu. Qua kiểm tra hiện trạng, có một số khu đất nông nghiệp đã được người dân tách thửa, hiện đã làm đường, san lấp mặt bằng và xây dựng nhà trái phép. Vấn đề nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm là tình trạng tách thửa, đồng sử dụng ở một số xã, thị trấn tăng cao sẽ gây ra hậu quả là gia tăng xây dựng trái phép, tranh chấp, kiện tụng. Tại buổi giám sát, ông Tạ Quang Trường, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát yêu cầu huyện Nhân Trạch quản lý chặt đất đai, việc tách thửa, đồng sử dụng phải theo đúng quy định của pháp luật. Những khu vực tách thửa, đồng sử dụng nhiều người phải tăng cường kiểm tra, không để xảy ra xây dựng trái phép. Đồng thời, yêu cầu huyện giao trách nhiệm trực tiếp cho lãnh đạo các xã, thị trấn trong việc quản lý đất đai, xây dựng, nếu để xảy ra sai phạm thì phải xử lý thật nghiêm. Nhân Trạch ngày nay xin cảm ơn bạn đã xem kênh YouTube của chúng tôi. Bạn hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về Nhân Trạch, được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau.